Xác định được tài xế phóng mô tô tốc độ bàn thờ 299 km/h trên đại lộ Thăng Long. Đội cảnh sát giao thông số 11 đã xác định được tài xế lái mô tô phân khối lớn chạy 299 km/h trên đại lộ Thăng Long vào ngày 10 tháng 3. Trưa ngày 11 tháng 3, một lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 11, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã tìm ra người lái mô tô chạy tốc độ bàn thờ trên đại lộ Thăng Long. Chúng tôi đã xác minh được người lái mô tô tên là Kiên và đã liên hệ mời 13 giờ chiều nay, tức là ngày 11 tháng 3 lên trụ sở đội cảnh sát giao thông số 11 làm việc. Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 11 nói: theo vị này, ngày hôm qua, máy bắn tốc độ của tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 11 bắn được hình ảnh lúc đó tài xế chạy với tốc độ 208 km/h. Trước mắt, chúng tôi đã xác định được vi phạm của tài xế Kiên là lỗi quá tốc độ, đi vào đường cấm. Khi làm việc, chúng tôi sẽ kiểm tra cả bằng lái, đăng ký xe, xe mang biển giả hay thật, sau đó tổng hợp các lỗi vi phạm rồi lập biên bản xử lý. Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 11 nói. Trước đó, ngày 10 tháng 3, trên mạng xã hội đăng tải, chia sẻ một clip về chiếc mô tô chạy trên đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc đi trung tâm Hà Nội. Clip được cho là do chính tài xế ghi lại bằng camera hành trình. Trong video dài khoảng 4 phút, người lái mô tô liên tục tăng tốc độ từ 160 km/h lên 299 km/h. Việc tài xế lái mô tô phóng tốc độ bàn thờ khiến nhiều người xem video bức xúc, yêu cầu cơ quan công an sớm truy tìm tài xế này để có hình thức xử phạt. Ngày 9 tháng 3, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết trong 2 tháng đầu năm 2021, lực lượng này đã kiểm tra lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 918 trường hợp phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, phạt tiền hơn 1,1 tỷ đồng, tạm giữ 9 xe ô tô, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 84 trường hợp, tước phù hiệu xe vận tải hành khách 16 trường hợp. Cụ thể, trong thời gian tới, Thanh tra Sở sẽ tiếp tục bố trí lực kín thời gian, tuyến đường xung quanh các bến xe, tập trung các thời điểm khung giờ có nhiều phương tiện vận tải hành khách hoạt động, kiên quyết xử lý nghiêm các phát hiện các vi phạm, đặc biệt là tập trung kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm hành chính như dừng đỗ xe đón trả khách sai quy định, nhận trả hàng hóa trái quy định, chạy chậm gây cản trở giao thông, chạy sai hành trình vận tải, chở quá số người quy định, chở hàng hóa trong khoang chở khách trên các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, đại lộ Thăng Long và các tuyến đường phụ cận bến xe Mỹ Đình. Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC08 Công an TP.HCM cho biết, từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 14 tháng 6, thì đơn vị sẽ triển khai đợt cao điểm kiểm tra xử lý xe cơ giới, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, xe cũ nát, xe tự chế trên địa bàn. Theo đó, đợt 1 từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 14 tháng 3, các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền các quy định pháp luật có liên quan đến nội dung kế hoạch. Đợt 2 từ ngày 15 tháng 3 đến hết ngày 14 tháng 6 thực hiện việc tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Trong đợt cao điểm này, các đơn vị tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính mở cao điểm kiểm soát xe cơ giới, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật phương tiện, xe cũ nát, xe tự chế. Tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như giấy phép lái xe, đăng ký xe, không có bộ phận giảm thanh, giảm khói, đèn kèn thắng hoặc có nhưng không có tác dụng. Vi phạm các quy định về gắn biển số, lắp thêm đèn, giá đỡ. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm phải nghiêm túc tuân thủ quy trình, quy định của pháp luật. Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng như vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm, hàng giả, hàng nhái phải đình chỉ lưu hành hoặc tạm giữ phương tiện. Đồng thời phối hợp với cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu, kỹ thuật hình sự, cảnh sát cơ động, công an phường xã để xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch tuần tra kiểm soát, đánh giá thực trạng và xử lý tài xế điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn trên toàn quốc. Thời gian thực hiện kế hoạch từ ngày 15 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Trong đó, trọng tâm của đợt thực hiện kế hoạch này là chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Trong đó thì tập trung vào đối tượng xe mô tô, xe ô tô con, ô tô chở khách, ô tô tải, xe vận tải container, xe ô tô kéo rơ móc hoặc semi rơ móc. Bộ Công an cũng yêu cầu các đơn vị sử dụng camera đã được trang bị, nhất là camera mini, để ghi nhận lại hoạt động trong ca công tác. Các trường hợp không chấp hành việc kiểm soát, cản trở, chống đối người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm khác phải ghi nhận đầy đủ, rõ ràng, đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đó, thì căn cứ tình hình thực tiễn, Giám đốc Công an địa phương huy động các lực lượng cảnh sát khác,
công an cơ sở y tế đủ điều kiện phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức kiểm soát, xử lý tài xế điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy và nồng độ cồn. Sau một thời gian đưa vào vận hành dự án thu phí tự động không dừng trên cả nước các trạm BOT, nhiều lái xe phản ánh trong tài khoản thẻ thu phí tự động không dừng ETC còn tiền, nhưng mà khi qua trạm BOT thì lại không nhận diện được, dẫn đến việc chủ xe phải dừng lại thanh toán tiền mặt. Trước thực trạng này, mới đây Bộ Giao thông Vận tải vừa thành lập hai tổ công tác kiểm tra việc vận hành hệ thống thu phí không dừng ETC tại các trạm thu phí trên cả nước. Theo đó, thì hai tổ này có nhiệm vụ kiểm tra cụ thể tình hình quản lý vận hành hệ thống ETC tại các trạm thu phí trên cả nước, bao gồm các trạm do địa phương quản lý. Trong đó, thì Bộ Giao thông Vận tải lưu ý hai tổ kiểm tra cần đánh giá kỹ các tồn tại bất cập phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống ETC trong thời gian qua. Sự phối hợp giữa các nhà cung cấp dịch vụ ETC với nhau và với nhà đầu tư BOT trong công tác thu phí, kết nối liên thông giữa hai hệ thống trung tâm dữ liệu thu phí ETC, công tác dán thẻ, phân luồng, hệ thống thông tin biển báo liên quan đến thu phí ETC tại các trạm thu phí. Đối với các lỗi kỹ thuật, Tổng cục Đường bộ đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ để xác minh nguyên nhân lỗi, khắc phục trong vòng từ 6 đến 24 giờ. Đối với các lỗi vận hành, Tổng cục đã chỉ đạo bộ phận giám sát hậu kiểm của nhà cung cấp dịch vụ xác định lỗi, hướng dẫn nhân viên quy trình khắc phục, hoàn trả lại tiền cho chủ xe nếu có thu nhầm. Bộ phận chăm sóc khách hàng liên hệ với chủ xe để giải thích. Thưa quý vị, hiện các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động trở lại sau gần một tháng tạm ngừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Và với nhu cầu cấp thiết thi bằng lái xe của các học viên, các trung tâm vừa phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch, vừa đảm bảo chất lượng kỳ thi theo đúng quy định. Tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi lớp học đều thay phiên nhau phân chia ra một nửa học viên học lý thuyết và còn lại là học thực hành. Việc giữ khoảng cách và đeo khẩu trang trong lớp học cũng như ngoài trời đều được giáo viên, học sinh tự giác nghiêm túc tuân thủ. Sau Tết đây thì em có nhu cầu đi học bằng lái xe thì em thấy ở đây các quy định về phòng chống dịch như là ngồi giãn cách với đo thân nhiệt trước khi vô thì rất là tuân thủ theo quy định. Phải giữ khoảng cách, do đó thì giống như một lớp thì chúng ta sẽ chia ra làm hai. Một phần thì các em sẽ học lý thuyết, còn một nửa sẽ học thực hành với cái ghế ngồi sẽ được giãn cách và được đo thân nhiệt thường xuyên. Tại các trung tâm sát hạch lái xe lớn của thành phố, để đảm bảo quy định phòng dịch, trung tâm chỉ tổ chức thi sát hạch cho một số lượng học viên so với số lượng đăng ký. Đồng thời, công tác giám sát các kỳ thi cũng được thực hiện nghiêm ngặt. Công tác phòng dịch ở trường như vậy là rất là tốt và mở lại kỳ thi sát hạch như thế này là rất là phù hợp. Bước vào trường thì ở ngoài thì cũng đã đo thân nhiệt, rồi cũng khai báo y tế, thì sau đó mới được vào. Và trong đó thì ở đây hiện tại là trong quá trình này thi thì đã tổ, cũng đã có tổ hội đồng người ta tổ chức rồi. Thì ngoài đó thì tất cả những hình ảnh camera trên hình cũng như hình ảnh camera trong phòng thi lý thuyết sẽ được truyền về tất cả các tổng cục và sở để theo dõi giám sát trong các kỳ thi. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng người thi sát hạch lái xe cao nhất cả nước với gần 600.000 người trong năm 2020. Sau Tết, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã phải tăng cường giám sát các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe đảm bảo yêu cầu chống dịch vừa đảm bảo các kỳ thi đạt chất lượng. Về phía Sở Giao thông Vận tải thì có các bộ phận giám sát. Ở đây có lực lượng coi như là của phòng quản lý sát hạch cấp giấy phép xe, của lực lượng là của thanh tra sở thực hiện giám sát các kỳ sát hạch lái xe sẽ tăng cường kiểm tra việc này. Nếu nhà trường cũng như là các trung tâm sát hạch lái xe mà không tổ chức thực hiện thì là Sở Giao thông Vận tải sẽ lập biên bản về đề nghị ngưng không tổ chức thực hiện sát hạch cũng như là giảng dạy. Mặc dù dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên để không chủ quan, lơ là công tác phòng dịch tại các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe vẫn đang được thực hiện nghiêm túc. Qua đó sẽ góp phần kiểm soát, sàng lọc ngay từ ban đầu, đảm bảo chất lượng an toàn cho mỗi kỳ thi sát hạch.